Dạ, kênh Cuộc Sống Cần Thơ Giang xin kính chào với cô chú anh chị ạ. Dạ, hôm nay kênh có quay trở lại với chợ của Diễm Thúy với cô chú anh chị ở gần cầu Thế Ninh, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay Diễm Thúy có giao lưu với quý cô chú anh chị một số mai mini để bàn ha. Thì hôm nay có nhiều loại để quý cô chú anh chị lựa, quý cô chú anh chị có thọ hương nè, cúc viết nè, quý phi. Thì cũng mong mấy cô chú anh chị xem clip và ủng hộ cho em Diễm Thúy như những clip trước nha, với cô chú anh chị. Dạ được rồi. Rồi, xin chào Diễm Thúy ơi. Dạ em chào anh, em xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Giang nhé. Hôm nay em quay trở lại kênh để giao lưu với quý cô chú anh chị mình một số giống mai mới về bên em ha, có cúc thọ hương nè, cúc quýt, cúc quý phi và cúc hoa hồng ha quý cô chú anh chị. Cũng mong quý cô chú anh chị mình yêu mến và ủng hộ cho em, liên hệ với em qua số điện thoại là 0982 22 3575 ha quý cô chú anh chị. Đó cũng là số kết bạn Zalo của em luôn nha. Thì em vô cây đầu tiên mã số Y1 là một cây cúc thọ hương ha quý cô chú anh chị. Mã số Y1, một cây cúc thọ hương già mùa nha quý cô chú anh chị. Để thú hả quý cô chú anh chị. Dáng này đẹp lắm quý cô chú anh chị ạ. Để này cũng thú mà quái quái hả quý cô chú, nhóc chân chưa. Cái này là hoành 11 hả quý cô chú anh chị. Cũ. Hoành đấy. Nó khoảng 43 ha. Chiều dài của cái này khoảng 16 hả quý cô chú anh chị. Chiều dài ảnh thú 16. Dạ. Cao là 65. Tán ngang là 88 hả quý cô chú anh chị. Cây cúc họ hương này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1 triệu tư ha. Mã số Y1. Y1 1 triệu tư cây cúc họ hương ha. Dáng đẹp quá quý cô chú anh chị, đều hết trơn luôn nè. 1 triệu tư mã số Dạ, 11 mùa quý cô này chú anh em chị. ghép trên 2 năm hết rồi ha. Trên 2 mùa hết rồi. Bò già mùa quý cô chú anh chị, ghép cũng nhiều bo lắm ha. Có dán sẵn rồi, về mình lên cái chậu đẹp cái nữa mình để dành mình chơi Tết năm sau luôn. Rồi qua cây tiếp rồi. theo cũng là một cây cúc thọ hương hết quý cô chú anh chị, mã số Y2 ha. Cũng là một cây cúc thọ hương. Dạ, đế cũng nở hết quý cô chú anh chị. Hoành ở vị trí này là 10 ha. Cái củ gì nó nở rồi nó khoảng 16 hết quý cô chú anh chị. Cao là 69. Tán ngang là 80 ha quý cô chú anh chị. Cây cúc thọ hương mã số Y2 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình 1 triệu ha. 1 triệu em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Cây bên em ghép già mùa hay tàn đều ấm hỉnh luôn ha quý cô chú anh chị. 1 triệu mã số Y2 quý cô chú anh chị ơi. Tiếp theo cũng là một cây cúc thọ hương mã số Y3 nha quý cô chú anh chị. Y3 ha. Dáng nó cũng xiên xiên nha quý cô chú anh chị. Hoành em đo vị trí này là 12 rưỡi ha. Cao là 72. Tán ngang là 87 ha. Mã số Y3 cây cúc thọ hương này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1 triệu mốt ha quý cô chú anh chị. 1 triệu mốt quý 1 cô chú triệu anh chị ạ. 100 ngàn em bao ship cho quý cô chú anh chị luôn ha. Tàn ấm hỉnh luôn. Già mùa hết trơn rồi, về mình lấy bo cũng được nhiều bo lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số Y4 nha quý cô chú anh chị. Cũng là một cây cúc thọ hương luôn ha. Một cây cúc thọ hương. Nó ghép nó muốn liền cốt hết trơn quý cô chú anh chị ơi, già mùa lắm rồi ha. Bo ghép già mùa nha quý cô chú anh chị. Này mình lấy bo cũng nhiều dữ lắm, nhiều về bo lấy luôn. Bo cũng vô tư ha. Hoành anh đó vị trí này là mà 10 rưỡi ha. Có đế quái quái nữa cô chú. Cao là 62. Tán ngang là 70 ha quý cô chú anh chị. Mã số Y4 cây cúc thọ hương này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 1 triệu ha. 1 triệu em bao ship cho quý cô chú anh chị mình hết cô chú anh chị ơi. 1 triệu nha quý cô chú. Cúc thọ hương. Một cây cúc thọ ghép hương. già mùa. Giá dễ giao lưu ha. Tiếp theo cũng là một cây cúc thọ hương mã số Y5 ha quý cô chú anh chị. Cái đế này bự ha. Dáng thú nha quý cô chú anh chị. Dáng thú này hoành cũng lớn nha quý cô hoành chú. Hoành lớn ha. Hoành đo dưới này ha. Hãy đo đúng trên rồi. Này. Hoành.
Hoành em đo vị trí này là 24 á quý cô chú anh chị. Chiều cao là 68. Tán ngang em đo là 90 ha. Dạ, cốt thọ hương mã số Y5 em giao lưu với mình là 1,4 triệu nha quý cô chú anh chị. 1,4 triệu em bao ship cho mình ha. Ghép vào mùa hết trơn quý cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo là mã số Y6 ha quý cô chú anh chị, nó cũng là một cái cúc thọ hương luôn ha. Đây mã số Y6. Đế thú nha. Đế thú nha quý cô chú anh chị, xiên xiên đẹp lắm ha, có chân luôn. Chân cẳng đầy đủ ha. Tàn thì ấm hỉnh khích gịch luôn ha. Bo thì ghép già mùa. Hoành là 13 ha quý cô chú anh chị. Cao là 62 ha. Tán ngang là 77 ha quý cô chú anh chị. Mã số Y6 em giao lưu với mình là 1,100,000 ha. 1,100,000 em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Quá trời đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Cái này mình về mình lên cái chậu sang sang, cái nữa là để dành chơi Tết năm sau. Đẹp xuất sắc. 1,1 triệu này dán bonsai để bàn hết sảy quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số Y7 ha quý cô chú anh chị. Y7 cũng là một cây cúc thọ hương tàn ấm hỉnh luôn ha. Quá chừng luôn cái tàn. Này cũng dán lắc lượng nha quý cô chú. Này. Hoành nó 10 hết quý cô chú anh chị. Cao là 77. Tán ngang là 80 ha. Một cây mã số Y7 em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá 1 triệu nha. 1 triệu em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Một cây cúc thọ hương già mùa rồi ha. Này về mua quý cô chú anh chị về mua về. Dán lắc lượng đẹp lắm luôn ha quý cô chú anh chị. Tàn dù này ghép tàn dù nè quý cô chú anh chị ha. Này mà về lấy bo cũng được nhiều bo lắm ha quý cô chú. Theo cũng là một cây cúc thọ hương mã số Y8 dán bonsai ha. Y8 để nó còn quái quái đẹp lắm quý cô chú anh chị ơi. Này có cái bộ đế quái nghe cô chú chị. Đế này bonsai ha. Bonsai để vàng kiếm cái chậu ngon ngon nha. Cái này đó. Đây bộ đế là hết sảy quý cô chú. Đo hết luôn. Cái này đo hết luôn á chứ bây giờ sao vậy? Ở trên ở dưới luôn. Em đo ở vị trí này nguyên cái vòng này là 18 á quý cô chú anh chị. Em đo cái nguyên cái vòng này nè. Giờ biết cái này nó dính gì biết đâu làm sao giờ. Cao là 71 ha. Tán ngang là 89 ha quý cô chú anh chị. Mã số Y8 em giao lưu với quý cô chú anh chị mình 1,200,000 ha. 1,200,000 em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. 1,2 triệu quá chừng đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Cái tàn quá chừng cái tàn ấm hỉnh luôn, này mà để bàn chơi Tết là Tết hết sảy luôn nè. 1,2 triệu cho một cây bon dán bonsai để bàn giá sư giá trị sưu tầm quý cô chú anh chị ơi. Cái đế cũng quái quá cô chú anh chị ơi. Này mà về lấy bo thì cũng hết sức là bo luôn. Y9 ha quý cô chú anh chị. Một cây cúc thọ hương dáng bay ha. Đế đẹp lắm quý cô chú anh chị ơi. Dáng bay. Bonsai dữ lắm nha quý cô chú anh chị. Dáng bonsai ha. Em đo hoành ở vị trí này ha. Hoành ở vị trí này là 15 ha quý cô chú anh chị. Cái chiều dài của cái con thú này tới đây là nó khoảng 35 ha. Cao nó là 74. Tán ngang của nó là 86 ha. Cây mã số Y9, một cây cúc thọ hương em giao lưu với quý cô chú anh chị mình 1,300,000 ha. 1,300,000 em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Dán bài 1,3 nha quý cô chú anh chị. Nhìn xa xa như con thú đang chồm xuống sông uống nước vậy ha. Hay lắm quý cô chú anh chị ơi. Nhìn nó lạ cây ha. À, một cây cúc thọ hương mã số Y10 hả quý cô chú anh chị. Tàn này cũng ấm hỉnh khích gịch luôn. Đế này cũng đế thú nè quý cô chú anh chị. Hoành ở vị trí này em đo là 12 ha. Cao ở trong đo cũng tủ cái này 85. Cũ nguyên cái bộ đế này là 58 ha.
cao là 85, tán ngang là 74 ha quý cô chú anh chị. Mã số Y10 em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.300.000 ha. 1.300.000. Em bao ship cho quý cô chú anh chị luôn ha. Một cây cúc thọ hương. Giá xin duyên quý cô chú anh chị ơi, 1.300.000. Giá này mềm quá luôn á quý cô chú anh chị. Này mà Tết mua cái là không có giá này đâu ha. Tết mình có mà mua luôn nữa quý cô chú anh chị. Mua hết trơn luôn đó. Mua liền giờ em nè. Mã số Y11 cũng là một cây cúc thọ hương luôn ha quý cô chú anh chị. Mã số Y11 một cây cúc thọ hương ha. Cúc thọ hương này, cây này em có mặt bông luôn nè. Bông bao đẹp cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Bông cúc thọ hương là lâu tàn lắm luôn. Mà đẹp nữa. Có mặt bông quý cô chú. Quý cô chú anh chị bông mình. Bông trầm do ha. Bông trầm đẹp lắm. Thơm phức luôn. Hoành đây chiếc này là 12 hả quý cô chú anh chị, cao là 74, tán ngang là 72 ha. Cây mã số Y11 em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.100.000 hả quý cô chú anh chị. 1.100.000 em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. 1.100.000 quý cô chú anh chị ơi, tàn ấm hỉnh khách gạch luôn quý cô chú anh chị ơi. Này là đủ chi đủ cành hết ha. Tiếp theo mã số Y12 ha quý cô chú anh chị, một cây cúc hoa hồng thanh tú ha, đế đới to ha quý cô chú anh chị, đẹp quá luôn nè. Cây đẹp, hoa hồng thanh tú, lá nó đẹp lắm quý cô chú anh chị, lá đỏ. Cây đẹp, tên cũng đẹp nữa. Hoành hoành ở vị trí này em đo là 23 ha, dáng nó hơi bay bay, em đo chiều bay nha quý cô chú anh chị, bay tới đây là 56 ha. Cao nó ở khoảng đây là 37, tán ngang của nó là 51 ha. Một cây cúc hoa hồng thanh tú mã số Y12 em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá 1.000.000 ha. 1.000.000 em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. 1.000.000 quý cô chú anh chị ơi, giá quá trời sinh viên rồi, cây đẹp quá nè. Y13 1.100.000 cúc VIP. Tiếp theo là mã số Y13 một cây cúc VIP ha quý cô chú anh chị. Cúc VIP. Y13 một cây cúc VIP. Dáng xiên xiên ha. Giống mình con thú nè, có cái đầu luôn. Em đo hoành ở vị trí này nha quý cô chú anh chị. Hoành ở vị trí này là 19 ha. Chiều cao là 73. Tán ngang là 63 ha. Một cây cúc VIP em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 1.100.000 ha quý cô chú anh chị ơi. 1.100.000 em bao ship cho quý cô chú anh chị luôn ha. Dáng này đẹp lắm ha quý cô chú anh chị. 1.100.000 luôn nha quý cô chú. Y13. Là mã số Y14 cũng là một cây cúc VIP luôn ha quý cô chú anh chị. Mã số Y14, một cây cúc VIP tàn thấm nha quý cô chú. Già mùa em ghép già mùa ha quý cô chú anh chị. Này nó bị lũa chỗ này mà nó kéo đang kéo da lại ha, bình thường hết quý cô chú anh chị. Hoành là 20 hết quý cô chú anh chị ơi. Cao là 60 ha. Tán ngang là 62 hết quý cô chú anh chị. Dạ cây cúc VIP mã số Y14 này em giao lưu với quý cô chú anh chị là giá 1.100.000 ha, em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Y15 là một cây cúc quý phi hết quý cô chú anh chị. Cúc quý phi dáng thú, dáng này dáng thú có cái đuôi đẹp lắm hết quý cô chú anh chị ơi. Nó có cái đuôi nè. Cây nào cũng ghép rất là nhiều bo già mùa hết rồi ha. Hoành là 12.5 ha. Cao là 63. Tán ngang là 57 hết quý cô chú anh chị. Cây cúc quý phi này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá 1.000.000 hết quý cô chú anh chị. Y15 cúc quý phi giá 1.000.000 em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn. Tiếp theo là mã số Y16 hết quý cô chú anh chị. Y16 cũng là một cây cúc VIP nha quý cô chú anh chị ơi. Cũng là một cây cúc VIP luôn. Dáng thú ha.
Dáng này nhìn lạ lắm nha quý cô chú anh chị, nó xiên xiên với hai cái chân nó sao. Hoành em đo vị trí này là 13,5 ha. Cao là 68. Tán ngang là 60. Cây cúc VIP giá y mã số Y16, em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 1 triệu ha. 1 triệu em bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Y16 giá 1 triệu nha quý cô chú. Rồi. Y17. Y17 là một cây cúc VIP ha quý cô chú anh chị. Cái đế to ha, dáng thú có cái đuôi ở phía sau luôn này. Cây này đẹp ha quý cô chú anh chị. Đế đặc ha. Này dáng đúng thú luôn nè quý cô chú. Đúng thú có cái đuôi nè, có chân ở đây. Nhìn lực ghê ha. Hoành là 20 ha. Cao là 46. Tán ngang là 53. Mã số Y17. Cúc VIP em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 1 triệu 100k ha. 1 triệu 100k em bao ship cho quý cô chú anh chị luôn ha. 1 triệu mốt nha quý cô chú anh chị ơi. Cái này quá đẹp rồi, cái này thay cái chậu đẹp vô nữa là để bàn hết thảy ha. Đúng thú luôn, cái đuôi dài đẹp quá. Cây cúc VIP mã số Y17 thì cũng là cây cuối clip của em luôn rồi. Hết quý cô chú anh chị, cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem đến hết clip ha. Chúc quý cô chú anh chị xem clip vui vẻ và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở clip sau. Tạm biệt. Rồi, xin cảm ơn em. Rồi, xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi từ đầu đến cuối clip này ha. Rồi, hôm nay quý cô chú anh chị có lựa được cây nào thì cứ liên hệ chỗ bạn Diễm Thúy ha, em có ghi trên số điện thoại trên tiêu đề á. Rồi cũng chúc quý cô chú anh chị lựa được cây mình ưng ý ha. Rồi xin cảm ơn cô chú.